Yến bám sát vào. Trời ơi. Đẹp vai luôn. Cẩn thận, đánh lái về hướng dốc. Đẹp. Yến cố lên Yến. Chết được. Ui. Nước ca của Yến bắt đầu có vẻ mượt hơn rồi. Rồi. Trong tay sinh kia phải cảm nhận nó phải tốt chứ. Đi ơi. Tiến lên. Làm nào nó ngã vật ra đấy được với giỏi. Gạc cũng đẹp đấy. Hả? Được. Rất tiếc em chỉ quay thằng fake thôi. Rồi, thằng fake rất dễ. Rồi rồi. Rồi, Yến dừng lại. Cứ nghe là phong phong là